hậu mà giống hay hại. Hãy đào mới nghe. Chỗ này anh sẽ đào. Thẻ răng nữa. Chị nặng mụn mà chị thấy cái tay mà nó dính xi má rồi dơ dơ không lây một lúc ra mình phóng to nữa kìa.
mấy tuổi rồi không biết. Chắc 13, 13, 12, 13. Nhỏ mà. Bà làm khách nữa mà. Lộ đầu đồ như thế nào. Gọi chị cho mình về đâu yên tâm nè. Hồi hợp á. Không. Mà ra đây là tự thốt rồi đó. Sao trời trời hôm nay chắc ta nói thiệt á. Nhìn mà thảm thương. Em nhớ không? Thôi. Nhìn ra vừa đen nè. Trần đen mà. Nhìn cái mặt tôi vui đó. Đó. Chỉ có chị mới bị đại. Chứ nhiều người họ đâu nhận đâu em. Thì bây giờ ông bên ông tha tay rất đầu mà đang biết không, như con Trang nói, như chị là chị nói cho em chịu rồi đó chị đâu. Trang chơi kìa, kêu chị chị nhận với em là em không hết, em đâu, em thương thương nhưng mà em nhận. Tính ra cũng thẳng thôi thôi nhưng mà nó không có. Đúng rồi, còn chị là hay hay thấy tàu tàu rồi phải mới thấy ai vô làm cũng muốn nhận hết. Trời trời, nó tiền mua cả ăn uống đồ. Em tự nhiên một tháng chị ra nhiều lắm, làm nhiều khi không đủ luôn. Sợ luôn. Chết. Hồi trước còn có này nè, có tiền chờ đứng hình mấy tháng trời chán. Thì chịu chứ ra. Thì ví dụ như trời chị cái thả đó, đó, nói chung là đứa một cảm thấy được thì ngỡ không có lợi gì thì ngỡ không thôi với trời gì em đâu có đường mua đâu, biết đường mua tính nữa vậy không thể như trước được thôi. Nhiều khi giống em mình đó, chị có tiền quen rồi giờ trời không có chị không cho nữa thì nó cũng hơi bị buồn xí, nhưng mà chưa trừ ra ta không có. Ôi trời trời trời. Cục mẫu luôn. Nhưng mà bà bữa hôm mà chị ngày chị đi chơi á, chị lên trên Thăng An á, xong cái chị nói mấy đứa bên Hiến Nghĩ Khang ta xem tình hình đang không ổn, ta cho nghỉ luôn. Cái anh Na nó đi, em định nghỉ mà em nghe rất thôi em không nghỉ nữa. Không mà bên Nam em thấy bị mấy lần luôn chị. Em định xin nghỉ mà thôi em nghe chị Loan nói rửa thao thôi em không nghĩ nữa đâu. Nhưng mà bị xuống rồi nè, mỗi lần tới giờ bà nghĩ là em có biết. Ừ, ý là do chị tình hình mấy đứa nghỉ chung vô lần chị ghét cái gì. Bữa nay đứa mà nghỉ thì cho nghỉ lùng, khỏe, mệt.
Cái bà nghe em định, rồi mà em định suy nghĩ, thôi em khỏi nghĩ nữa. Đầu tháng là mổ giò nè. Thì đang nghĩ nhiều thì cũng phải tính chứ, phải tính chứ, cái gì xứng đáng nghĩ không thôi chứ. Không thì cho nghỉ luôn cho khỏe ta cha. Chứ ta thấy cũng dư người không cần thiết mày. Chứ hắn nghĩ cho mình thì mình còn ấy, chứ còn mình tụi hắn được cái phần tụi hắn không thôi, không nghĩ cho mình thì thôi. Tháng nghĩ được 2 đến 3 ngày sau thôi. Tháng mình nghĩ 4 ngày đồ là thôi, cho đi luôn. Mệt. Nghĩ quá nhiều. Ý là thà đây nè, ví dụ như không có đứa mong nghĩ thì... Hoặc là cái việc chỉ trọng đại nghĩ. Còn không có gì tự nhiên suy nghĩ luôn. Đi chị đi. Cúng bái à? Cúng bái thiên địa à? Tiền chị đi. Chung là năm là làm mộ rồi lại đó chị kìa. Nhiều lắm, chẳng phải là như mình, không phải như mình là mình dỗ thôi. Trời, ta thấy phức tạp lắm.